Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kế toán Việt Hưng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách in sổ sách nhanh nhất trên phần mềm MISA 2017. Sở dĩ chúng ta phải in sổ sách bởi vì sau khi lên được báo cáo tài chính xong thì chúng ta sẽ phải in sổ sách ra để bảo lưu tại công ty, đồng thời sau này sử dụng để quyết toán với cơ quan thuế. In sổ sách cũng giúp cho chúng ta quản lý được dữ liệu kế toán trong trường hợp không may công ty bị mất bản mềm. Để in được sổ sách thì trước tiên thì các bạn sẽ cần phải thao tác đánh lại các số chứng từ để khi in sổ sách ra thì sổ sách sẽ được đẹp hơn. Cách đánh lại số chứng từ trên phần mềm MISA thì các bạn sẽ vào tiện ích đánh lại số chứng từ. Khoảng thời gian chúng ta sẽ chọn là kỳ cần tính, ví dụ ở đây mình tính là năm nay. Loại chứng từ chúng ta sẽ đánh lần lượt số chứng từ của các loại chứng từ như phần mềm đã nêu ra. Ở đây mình sẽ đánh chứng từ phiếu chi, bởi vì phiếu thu bên mình không có. Mình nhấn vào lấy dữ liệu. Tiền tố, bởi vì đây là phiếu chi nên tiền tố bắt đầu cũng là PC. Giá trị bắt đầu phần số bao giờ cũng để là 1. Tổng số ký tự phần số là 5. Sở dĩ mình để tổng số ký tự phần số là 5 với lý do tiền tố là 2 ký tự cộng với ký tự phần số là 5 thì độ dài của số chứng từ này sẽ là 7. Nó bằng với lại độ dài của hóa đơn. Như vậy sau này chúng ta in sổ sách nhật ký chung ra thì báo cáo rất là đẹp. Mình sẽ nhấn vào đánh lại số chứng từ. Như vậy phần mềm sẽ tự động đánh lại số chứng từ cho chúng ta theo thứ tự thời gian. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Phần mềm thông báo đánh lại số chứng từ thành công. Các bạn nhấn OK. Tương tự mình sẽ đánh số chứng từ tiếp theo. Mình ví dụ mình đánh ủy nhiệm chi. Mình nhấn lấy dữ liệu. Giá trị bắt đầu phần số mình để là 1. Độ dài phần số mình sẽ để là 4 vì tiền tố là 3 ký tự rồi. 3 cộng với 4 là 7. Do đó độ dài của số chứng từ sẽ là 7. Mình nhấn vào đánh lại số chứng từ. Sau đó mình nhấn cất. Đánh lại số chứng từ thành công. Mình nhấn OK. Tương tự đối với các loại chứng từ tiếp theo, các bạn đánh lại số chứng từ tương tự như mình vừa thao tác. Sau khi đánh hết lần lượt các loại chứng từ thì các bạn nhấn nóng lại. Và chúng ta tiến hành in các loại sổ sách cần thiết. Ở đây, đối với công ty mình đang làm thì sổ sách cần thiết chúng ta sẽ bao gồm là chúng ta sẽ in nhật ký chung, 2. Sổ cái các tài khoản, 3. Sổ chi tiết các tài khoản, 4. Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, 5. Tổng hợp công nợ phải thu, 6. Tổng hợp công nợ phải trả, 7. Tổng hợp tồn kho, 8. Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi, 9. Bảng phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng, 10. Bảng trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng, 11. Tổng hợp bán hàng, 12. Phiếu thu, 13. Phiếu chi, 14. Phiếu nhập kho, 15. Phiếu xuất kho, 16. Bảng lương, bảng chấm công, 17. Bộ báo cáo tài chính, 18. Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã nộp qua mạng hàng quý, 19. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng hàng quý, 20. Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình nếu như đây là công trình xây dựng, 21. Báo cáo tổng hợp chi phí theo đối tượng tập hợp chi phí đối với công ty tính giá thành theo phương pháp giản đơn. Sau đây mình sẽ thao tác cụ thể cách in sổ sách trên phần mềm MISA lần lượt như sau. Đối với sổ nhật ký chung, các bạn sẽ vào báo cáo, danh sách báo cáo, chúng ta search nhật ký chung. Phần mềm sẽ hiển thị lên cho chúng ta sổ nhật ký chung. Các bạn click vào sổ nhật ký chung. Kỳ báo cáo, chúng ta chọn kỳ mà chúng ta cần in. Ở đây tôi cần in năm 2017, do đó tôi chọn kỳ là từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Mình nhấn đồng ý. Các bạn sẽ nhấn in. Do sổ nhật ký chung nó có nhiều cột, phát sinh nhiều các nghiệp vụ, do đó mình sẽ chọn là A4 ngang. Mình nhấn đồng ý. Các bạn lưu ý, trên sổ sách giấy tờ khi mà chúng ta in ra thì phần diễn giải phải thể hiện đầy đủ các nội dung. Chúng ta không được bỏ trống phần diễn giải, bởi vì phần diễn giải sẽ thể hiện những vấn đề mà chúng ta cần nêu ra đối với từng nghiệp vụ. Nếu như chứng từ nào phần diễn giải còn trống thì các bạn sẽ click thẳng vào chứng từ đó và điền lại diễn giải cho đầy đủ. Sau đó các bạn sẽ click vào in.
Chúng ta chọn máy in, cần in. Sau đó nhấn OK. Trường hợp công ty các bạn muốn xuất khẩu ra Excel file mềm để lưu thì các bạn sẽ click vào xuất khẩu, chọn Microsoft Excel file. Chúng ta sẽ lưu vào một ổ thường, sẽ là ổ D hoặc ổ E. Chúng ta tránh lưu ngoài desktop hoặc ổ C, bởi vì khi mà phần mềm bị lỗi thì máy tính có thể bị cài đặt lại, sẽ bị mất các dữ liệu của chúng ta, nên là cẩn thận chúng ta sẽ lưu vào ổ D hoặc ổ E. Trong ổ này thì chúng ta sẽ tạo một folder là sổ sách 2017 công ty Việt Hưng. Các bạn nhấn Open, Save. Phần mềm đã xuất khẩu ra cho chúng ta. Nếu các bạn muốn xem file xuất khẩu thì các bạn nhấn vào Yes, còn nếu không thì các bạn sẽ nhấn vào No. Ở đây tôi sẽ không xem. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ cái các tài khoản. Để hiểu được sổ cái các tài khoản gồm những tài khoản nào thì các bạn cần vào báo cáo tài chính, xuất khẩu Excel bảng cân đối tài khoản ra. Các bạn sẽ nhấn vào xuất khẩu Microsoft Excel file, Save. Yes. Từ bảng cân đối này chúng ta có thể biết được là chúng ta cần in những sổ cái của các tài khoản nào. Sổ cái các tài khoản thì chúng ta chỉ cần in đối với các tài khoản cấp 1, tức là tài khoản có 3 chữ số thôi. Ví dụ ở đây sẽ bao gồm tài khoản 111. Các bạn sẽ vào danh sách báo cáo. Ở đây chúng ta search tìm kiếm sổ cái. Các bạn sẽ chọn sổ cái theo hình thức nhật ký chung. Mẫu S03B gạch ngang DNN. Kỳ báo cáo mình chọn là năm trước, tức là năm 2017. Mình sẽ nhấn vào tài khoản bậc 1 đối với tài khoản 111. Mình nhấn đồng ý. Như vậy phần mềm sẽ ra cho chúng ta sổ cái của tài khoản 111. Nếu như các bạn in trực tiếp trên phần mềm thì các bạn sẽ nhấn vào in, chọn máy in cần in và nhấn OK. Còn nếu các bạn muốn xuất khẩu ra Excel để chúng ta lưu, các bạn chọn Microsoft Excel file. File name chúng ta có thể điền sổ cái 111 và chúng ta sẽ tạo một cái folder. Ở trong này là sổ cái các tài khoản. Chúng ta lưu sổ cái 111 vào folder sổ cái các tài khoản. Phần mềm đã lưu được. Nếu các bạn muốn xem thì chúng ta nhấn Yes, còn nếu không thì chúng ta nhấn No. Tương tự đối với tài khoản 112, chúng ta nhấn vào nạp. Mình sẽ tích bỏ tài khoản 111 đi, mình sẽ chọn tài khoản 112. Mình nhấn đồng ý. Như vậy phần mềm sẽ ra cho chúng ta sổ cái của tài khoản 112. Các bạn nhấn in nếu như chúng ta in trực tiếp từ phần mềm. Nhấn xuất khẩu ra Excel file nếu như chúng ta muốn lưu. Ở đây mình sẽ điền file name là sổ cái 112. Mình nhấn Save. Xuất khẩu dữ liệu thành công, nhưng mà mình không muốn xem, mình nhấn No. Tương tự các bạn lại nhấn nạp, tích bỏ tài khoản cũ và chọn tài khoản mới. Ở đây tiếp theo sẽ là tài khoản 131. Các bạn sẽ chọn đến tài khoản 131. Mình nhấn đồng ý. Tương tự nếu in thì chúng ta in trực tiếp, còn nếu xuất khẩu thì chúng ta lại nhấn vào xuất khẩu Microsoft Excel file. Ở đây mình sẽ ký hiệu là sổ cái 131. Mình nhấn Save. Đối với các tài khoản khác, các bạn làm tương tự như mình vừa hướng dẫn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến cách in sổ chi tiết các tài khoản. Để in được sổ chi tiết các tài khoản thì chúng ta sẽ vào bảng cân đối tài khoản. Mình chọn bậc tài khoản là bậc 3, tức là bậc tài khoản chi tiết. Mình nhấn đồng ý. Mình lại xuất khẩu bảng cân đối tài khoản này ra. Bảng này là bảng cân đối tài khoản chi tiết. Mình mở ra xem trực tiếp luôn. Ở đây sẽ có các tài khoản chi tiết, chính là các tài khoản bậc 2 gồm 4 chữ số trở lên. Do vậy chúng ta sẽ cần in sổ chi tiết của các tài khoản này. Ở đây ví dụ mình sẽ in sổ chi tiết của tài khoản 33311 thuế giá trị gia tăng đầu ra. Mình sẽ vào danh sách, mình tìm kiếm sổ chi tiết. Ở đây mình chọn sổ chi tiết các tài khoản. Kỳ báo cáo mình sẽ chọn là của năm 2017. Mình in sổ chi tiết của tài khoản 33311 thuế giá trị gia tăng đầu ra. Mình nhấn đồng ý. Chúng ta nhấn in. Khổ giấy mình chọn là A4 ngang. Mình nhấn đồng ý. Tương tự nếu như in trực tiếp từ phần mềm thì các bạn nhấn in và chọn máy in của công ty để in. Còn nếu như chúng ta muốn xuất khẩu ra Excel để lưu thì các bạn sẽ nhấn vào xuất khẩu Excel file. Và trong file sổ sách 2017 của Việt Hưng thì mình sẽ tạo thêm một cái folder là sổ chi tiết các tài khoản.
Ở đây mình sẽ điền là tài khoản 33311, tức là chi tiết tài khoản 33311. Mình nhấn save và không muốn xem. Mình sẽ đóng lại. Tương tự đối với các tài khoản chi tiết khác, ví dụ 3334, chúng ta nhấn vào chọn tham số. Các bạn tích bỏ tài khoản chúng ta đã in trước ra và tích chọn lại tài khoản mà cần in mới là tài khoản 3334. Mình nhấn đồng ý. Sau đó mình nhấn in, nhấn đồng ý. Nếu in thì mình nhấn in trực tiếp. Còn nếu xuất khẩu ở Excel thì mình chọn xuất khẩu Excel file. Mình sẽ lưu ở đây là 3334, chính là chi tiết của tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp. Mình nhấn save. Tương tự đối với các sổ chi tiết khác, các bạn làm tương tự. Tiếp theo mình hướng dẫn tiếp đến cách in sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Trên danh sách báo cáo mình cũng tìm sổ chi tiết và mình sẽ chọn là sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Kỳ báo cáo mình in năm 17. Mình chọn tất cả các mặt hàng. Mình nhấn đồng ý, nhấn in. Ở đây khổ giấy mình chọn là A4 ngang, nhấn đồng ý. Phần mềm đã hiển thị lên cho chúng ta sổ chi tiết vật tư hàng hóa của tất cả các kho, thể hiện lần lượt các kho, ví dụ như là kho nguyên vật liệu này, kho hàng hóa này. Và trong sổ chi tiết vật tư hàng hóa thì chúng ta cũng phải đảm bảo phần diễn giải phải được thể hiện đầy đủ. Chứng từ nào mà chưa thể hiện diễn giải thì chúng ta sẽ tích vào cái dòng chữ màu xanh, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa, chúng ta điền đầy đủ cái diễn giải vào. Ví dụ như là chuyển kho thì chúng ta sẽ ghi diễn giải là chuyển kho. Bỏ ghi sửa xong thì chúng ta lại nhấn cất. Để in thì các bạn nhấn vào in. Chọn máy in của công ty cần in, nhấn OK. Còn nếu như chúng ta muốn xuất khẩu ra Excel thì các bạn lại nhấn vào xuất khẩu, chọn Microsoft Excel file. Chúng ta quay lại folder sổ sách 2017 Việt Hưng. Chúng ta tạo một folder mới là kho. Ở đây kho thì nó sẽ bao gồm là sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Mình nhấn save. Đó là cách in sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Tiếp theo là đến in tổng hợp công nợ phải thu. Chúng ta đóng hết lại. Trong danh sách báo cáo các bạn search tổng hợp công nợ. Đây chính là tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng đây. Mình sẽ chọn kỳ. Mình chọn năm 17. Mình cũng chọn tất cả cho các khách hàng. Mình nhấn đồng ý. Ở đây những khách hàng nào trong năm công ty chúng ta giao dịch thì phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ lên cho chúng ta, bao gồm cả dư đầu kỳ, phát sinh và dư cuối kỳ. Nếu khách hàng nào mà không còn số dư cuối kỳ thì bên nợ có sẽ bằng 0. Còn nếu như mà có dư nợ thì chính là công ty chúng ta còn phải thu của khách hàng. Nếu như dư có thì công ty khách hàng đã ứng trước tiền cho công ty chúng ta. Sau đó các bạn nhấn vào in. Khổ giấy mình sẽ chọn là A4 ngang. Mình nhấn đồng ý. Mình sẽ nhấn xuất khẩu Excel file nếu như mà mình muốn lưu. Quay về sổ sách Việt Hưng, mình tạo một folder là công nợ. Ở đây là chính là công nợ phải thu. Mình nhấn save, không cần xem. Còn nếu như mà các bạn muốn in trực tiếp từ phần mềm thì chúng ta chọn in và chọn máy in cần in, nhấn OK là được. Sau đó các bạn đóng hết lại. Tương tự đối với công nợ phải trả thì chúng ta sẽ chọn vào công nợ phải trả. Ở đây mình cũng chọn năm 17. Mình cũng chọn tất cả nhà cung cấp. Tương tự đối với công nợ phải thu thì phần mềm cũng hiển thị cho chúng ta đầy đủ số dư đầu kỳ, phát sinh và dư cuối kỳ. Nếu như có dư nợ, tức là công ty chúng ta đã thanh toán trước tiền hàng cho nhà cung cấp. Còn nếu như mà có dư có thì chứng tỏ công ty chúng ta còn phải trả cho nhà cung cấp. Nếu như không còn số dư thì cả bên nợ và bên có sẽ không thể hiện số dư gì cả. Sau đó các bạn nhấn vào in. Khổ giấy các bạn cũng chọn A4 ngang, nhấn đồng ý. Sở dĩ mình chọn A4 ngang là để in sổ sách cho nó đẹp, các cột được cách nhau ra. Còn nếu như mà chọn A4 dọc thì các cột dày vào nhìn rất là xấu. Nếu in trực tiếp thì các bạn nhấn in. Còn nếu muốn xuất khẩu ra Excel, chúng ta xuất khẩu vậy lưu vào một folder công nợ, chính là tổng hợp công nợ phải trả. Các bạn sẽ nhấn save. Mình nhấn đóng. Đóng hết lại. Tiếp theo mình hướng dẫn đến cách in của tổng hợp tồn kho. Ở bên danh sách báo cáo mình sẽ tìm kiếm tổng hợp tồn kho. Mình sẽ click vào tổng hợp tồn kho. Khi báo cáo mình sẽ chọn là năm 2017. Ở đây bạn có thể chọn từng kho một để in, hoặc các bạn có thể chọn tất cả các kho. Nhấn đồng ý. Sau đó các bạn nhấn in. Khổ giấy chúng ta chọn là A4 ngang.
Đồng ý. Ở đây là mình chọn lên cho tất cả các kho, bao gồm kho hàng hóa, kho thành phẩm. Sau đó mình nhấn in nếu như mà mình muốn in trực tiếp từ phần mềm. Còn nếu muốn xuất khẩu thì mình lại nhấn vào xuất khẩu Excel. Ở đây là tổng hợp tồn kho, mình sẽ lưu vào folder kho. Mình sẽ nhấn save. In xong rồi chúng ta đóng lại để in tiếp các chứng từ tiếp theo. Ở đây là sổ quỹ tiền mặt tiền gửi. Chúng ta tìm kiếm sổ quỹ. Phần mềm cập nhật lên cho chúng ta sổ quỹ tiền mặt. Ở đây mình chọn là năm 2017. Nhấn đồng ý. Tiếp theo là đến sổ chi tiết quỹ tiền mặt. Mình sẽ vào phân hệ quỹ, chọn sổ chi tiết tiền mặt. Ở đây mình chọn tham số. Kỳ báo cáo mình chọn năm 17. Sổ quỹ tiền mặt nên mình sẽ chọn tài khoản 111. Mình sẽ nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ cập nhật lên cho chúng ta. Các bạn sẽ nhấn in. Khổ giấy các bạn chọn là A4 ngang, đồng ý. Các bạn nên lưu ý, nhớ lưu ý diễn giải thì bao giờ cũng thể hiện đầy đủ. Nếu chứng từ nào chưa có diễn giải thì các bạn lại click vào cái số chứng từ màu xanh này, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa lại cho đúng. Sau đó cất và quay ra in. In trực tiếp từ phần mềm thì các bạn nhấn luôn vào chữ in và chọn máy in cần in. Còn nếu như chúng ta muốn xuất khẩu Excel thì các bạn lại nhấn vào xuất khẩu ra Excel. Ở đây mình sẽ lưu là sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt vào folder quỹ. Sau đó mình đóng lại. Tương tự với sổ tiền gửi thì chúng ta sẽ vào ngân hàng. Báo cáo phân tích. Chúng ta chọn báo cáo. Kỳ là năm 2017. Tài khoản ở đây mình có một tài khoản nên mình sẽ chọn là 1121. Tài khoản ngân hàng. Mình tích bỏ cộng gộp các bút toán giống nhau. Mình nhấn đồng ý. Sau đó mình nhấn vào chữ in. Khổ giấy mình chọn là A4 ngang. Nhấn đồng ý. Nếu như in trực tiếp thì các bạn sẽ nhấn vào in và chọn máy in cần in. Còn nếu như chúng ta lưu thì chúng ta xuất khẩu ra Excel. Và chúng ta sẽ có thể lưu vào folder quỹ với tên file name là sổ tiền gửi ngân hàng. Sau đó các bạn nhấn save. Đóng lại. Tiếp theo mình hướng dẫn đến in bảng phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng. Các bạn sẽ vào báo cáo, công cụ dụng cụ. Chọn bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. Mình in hàng tháng, do đó mình sẽ chọn là mùng 1 tháng 1 2017 đến ngày 31 tháng 1 2017 và nhấn vào đồng ý. Nếu in thì chúng ta in trực tiếp. Còn nếu như xuất khẩu thì mình lại nhấn vào xuất khẩu Excel. Quay ra folder sổ sách kế toán Việt Hưng. Mình sẽ tạo một folder mới là folder công cụ dụng cụ. Mình nhấn Enter. Ở đây chính là tháng 1. Mình sẽ nhấn Save. Tương tự tháng 2 mình nhấn vào nạp. Ở đây mình chọn là mùng 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2. Nhấn đồng ý. In từ phần mềm thì mình lại nhấn in. Lưu thì mình đã xuất khẩu ra Excel. Ở đây mình sẽ ký hiệu là tháng 2 và không cần xem. Tương tự đối với các tháng tiếp theo, các bạn sẽ nhấn vào nạp và chọn tháng cần in. Tiếp theo mình hướng dẫn đến cách in bảng trích khấu hao tài sản cố định. Các bạn sẽ vào báo cáo, chọn tài sản cố định và chọn sổ tài sản cố định. Kỳ báo cáo mình sẽ chọn là tháng 1. Nhấn đồng ý. Nhấn in. Khổ giấy A4 ngang. Đồng ý. Nếu in trực tiếp từ phần mềm, các bạn nhấn in. Còn nếu như xuất khẩu giấy Excel để lưu, chúng ta nhấn vào xuất khẩu giấy Excel. Trong folder sổ sách 2017 kế toán Việt Hưng, mình sẽ tạo một folder mới là folder tài sản cố định. Mình sẽ xếp vào đây là tháng 1. Tương tự đối với tháng 2, các bạn đóng lại, nhấn vào chọn tham số. Ở đây mình chọn là tháng 2. Đồng ý. In. Nhấn đồng ý. Nếu in trực tiếp thì mình nhấn in. Còn nếu xuất khẩu giấy Excel, mình nhấn xuất khẩu Excel. Ở đây mình ký hiệu là tháng 2. Vẫn lưu trong folder tài sản cố định. Save. Tương tự tháng 3 chúng ta đóng lại, nhấn vào chọn tham số, chọn đến tháng 3. Nhấn đồng ý. Các bạn lại nhấn in. Đồng ý. Chúng ta nhấn in nếu như muốn in trực tiếp từ phần mềm. Còn nếu như muốn xuất khẩu giấy Excel để lưu, chúng ta lại nhấn vào xuất khẩu Excel. Và ở đây mình ký hiệu là tháng 3. Tương tự đến tháng 12 chúng ta làm tương tự. Sau khi in xong thì chúng ta sẽ đóng hết lại để in các sổ tiếp theo. Ở đây là tổng hợp bán hàng. Tổng hợp bán hàng thì các bạn sẽ vào bán hàng, chọn báo cáo phân tích. Trong mục chọn báo cáo chúng ta sẽ chọn tổng hợp bán hàng, thống kê theo mặt hàng. Kỳ báo cáo chúng ta chọn là năm 2017.
Các bạn sẽ nhấn tích chọn tất cả các mã hàng, nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ cập nhật cho chúng ta tổng hợp bán hàng các mặt hàng gồm số lượng, doanh số bán, rồi doanh thu, giá vốn. Muốn thể hiện được cột giá vốn và lãi gộp thì các bạn sẽ click vào mẫu, chọn quản lý mẫu. Các bạn nhấn sửa. Ở đây chúng ta tích hiển thị thêm tiền vốn, lãi gộp. Nhấn cất, áp dụng. Phần mềm sẽ cập nhật thêm cho chúng ta các cột. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào in. Khổ giấy các bạn nên chọn là A4 ngang, nhấn đồng ý. Muốn in trực tiếp từ phần mềm thì các bạn nhấn in. Muốn xuất khẩu dãy Excel để lưu thì các bạn lại nhấn vào xuất khẩu dãy Excel. Ở đây mình sẽ lưu vào folder kho tổng hợp bán hàng theo mặt hàng. Mình sẽ nhấn save. In xong các bạn sẽ đóng lại. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến in phiếu thu. Phiếu thu liên quan đến quỹ, do đó chúng ta sẽ click vào quỹ. Trong tab thu chi tiền, kỳ chúng ta tìm kiếm là năm 2017 lấy dữ liệu. Các bạn sẽ click vào một phiếu thu bất kỳ. Các bạn sẽ nhấn vào mũi tên tam giác ngược ở chữ in. Các bạn click vào tùy chọn in. Trong tab ẩn hiện mẫu chứng từ, các bạn tích bỏ hết các mẫu. Sau đó chúng ta chọn lại mẫu. Ví dụ ở đây nếu như mình in phiếu thu mẫu A5 thì chọn phiếu thu mẫu A5. Còn nếu như mà muốn in phiếu thu mẫu A4 thì các bạn sẽ click vào mẫu phiếu thu. Sau đó quay sang tab in chứng từ. Các bạn sẽ click vào chữ in theo lô. In theo lô này tức là một năm của chúng ta có bao nhiêu phiếu thu thì phần mềm sẽ in cho chúng ta lần lượt các phiếu thu tổng là như vậy. Tránh trường hợp chúng ta phải ngồi in từng phiếu thu một, rất là mất thời gian. Các bạn nhấn vào thực hiện. Khoảng thời gian mình in là năm 2017, nhấn lấy dữ liệu. Ở đây có một chứng từ phiếu thu thôi. Các bạn click vào ô vuông đầu tiên, nhấn đồng ý. Tương tự nếu in thì chúng ta nhấn in. Mà nếu như muốn xuất khẩu ra Excel thì các bạn lại nhấn xuất khẩu ra Excel. Trong folder sổ sách kế toán Việt Hưng thì mình sẽ lưu vào folder quỹ, phiếu thu, nhấn save và không muốn xem. In xong thì các bạn sẽ đóng lại. Tương tự chúng ta in phiếu chi bằng cách các bạn click vào một phiếu chi bất kỳ. Click vào mũi tên tam giác ngược ở chỗ in, nhấn vào tùy chọn in. Chúng ta cần in phiếu chi mẫu A4 thì bạn click vào dòng đầu tiên. Còn nếu như muốn in phiếu chi mẫu A5 thì chúng ta chọn là phiếu chi mẫu A5. Sau đó chúng ta quay ra in chứng từ, cũng click vào in theo lô và nhấn thực hiện. Khoảng thời gian tôi chọn năm 17, nhấn lấy dữ liệu. Các bạn sẽ click vào ô trống đầu tiên, tức là mình tích chọn tất cả các ô bên dưới. Ở đây các bạn để ý, ngày hạch toán, ngày chứng từ sẽ sắp xếp ngược từ tháng cao nhất đến tháng thấp nhất. Do đó khi in chứng từ thì chúng ta sẽ phải sắp xếp lại, rất là mất thời gian. Nên các bạn cần click chuột trái vào chữ ngày hạch toán một nhấp, để cho phần mềm tự động nhảy cho chúng ta ngày hạch toán, ngày chứng từ theo thứ tự tăng dần. Sau đó chúng ta nhấn đồng ý. Nếu như in trực tiếp thì các bạn sẽ nhấn in. Còn nếu như xuất khẩu thì chúng ta nhấn vào xuất khẩu Excel. Lưu trong folder quỹ, phiếu chi, nhấn save. In xong các bạn sẽ đóng hết lại. Và in chứng từ tiếp theo là phiếu nhập kho. Các bạn sẽ vào kho. Chúng ta sang tab nhập xuất kho. Click vào một phiếu nhập bất kỳ. Nhấn vào mũi tên tam giác ngược ở chỗ in. Nhấn tùy chọn in. Ở đây mình in phiếu nhập mẫu A4, do đó mình chọn dòng đầu tiên. Sang tab in chứng từ, chọn in theo lô, nhấn thực hiện. Khoảng thời gian mình in năm 17, nhấn lấy chứng từ. Mình sẽ tích chọn tất cả các chứng từ phiếu nhập kho, kể cả gồm nhập kho mua hàng và nhập kho thành phẩm. Trong trường hợp công ty có hoạt động sản xuất ngày hạch toán, chúng ta click chuột một nhấp vào chữ ngày hạch toán để phần mềm cập nhật lại ngày theo thứ tự tăng dần cho chúng ta. Nhấn đồng ý. Các bạn in trực tiếp thì nhấn vào chữ in. Còn xuất khẩu thì mình xuất ra Excel. Bởi vì đây là phiếu nhập kho, nó liên quan đến kho nên mình sẽ quay lại sổ sách kế toán Việt Hưng và mình sẽ lưu vào folder kho, phiếu nhập kho. Mình nhấn đóng lại. Tương tự phiếu xuất kho, mình lọc chọn một phiếu xuất kho bất kỳ. Mình cũng click vào tam giác ngược ở chữ in, nhấn tùy chọn in. Bên mẫu ẩn hiện mẫu chứng từ, mình sẽ tích chọn phiếu xuất kho. Quay sang tab in chứng từ, nhấn in theo lô và nhấn thực hiện. Khoảng thời gian mình chọn năm 17, nhấn lấy dữ liệu. Mình cũng chọn tất cả các chứng từ phiếu xuất kho và nhấp một nhấp vào chữ ngày hạch toán để phần mềm cập nhật ngày hạch toán theo thứ tự tăng dần. Mình nhấn đồng ý.
Nếu in trực tiếp thì các bạn nhấn in, còn nếu xuất khẩu thì mình xuất ra Excel. Ở đây là phiếu nhập kho, ở đây là phiếu xuất kho. Xếp, in xong các bạn đóng lại. Tiếp theo là đến bảng lương bằng chấm công. Bảng lương bằng chấm công thì thường là chúng ta làm ngoài Excel, có rồi thì các bạn sẽ in ra. Bộ báo cáo tài chính thì các bạn có thể truy cập vào trang web nhận tờ khai.gdt.gov.vn và chúng ta tra cứu tải bộ báo cáo tài chính xuống để in. Tương tự đối với tờ khai thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng vậy. Tiếp là đến báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình. Đối với công trình xây dựng hoặc là những công trình mà tính giá thành theo phương pháp là công trình thì chúng ta sẽ vào báo cáo giá thành tổng hợp lãi lỗ theo công trình. Kỳ thì chúng ta chọn năm 17. Nếu như mà có thì phần mềm sẽ hiển thị cho chúng ta danh sách tên công trình ở đây và chúng ta nhấn đồng ý rồi in là được. Nhưng ở đây công ty là công ty sản xuất nên đã không tính giá thành theo phương pháp công trình, do đó sẽ không có mã và tên công trình ở đây. Đối với tổng hợp chi phí theo đối tượng tổ hợp chi phí thì chúng ta chọn mẫu tổng hợp chi phí theo đối tượng tổ hợp chi phí, thống kê theo đối tượng, kỳ tính giá thành. Các bạn in của từng tháng một, bởi vì giá thành nếu như mình tính theo tháng thì mình in của từng tháng, mình tính theo quý thì in của từng quý, mà tính theo năm thì in của từng năm. Thường thì các bạn nên tính theo tháng để chúng ta xác định lãi lỗ của từng tháng sẽ được cụ thể và chính xác hơn. Ở đây mình in từ tháng 1 trước. Mình sẽ chọn tất cả các mã thành phẩm, nhấn đồng ý. Mình nhấn vào chữ in. Khổ giấy mình chọn là A4 ngang, nhấn đồng ý. Nếu như mà muốn in thì các bạn nhấn in. Muốn xuất khẩu chúng ta nhấn xuất khẩu Excel. Quay sang folder sổ sách kế toán Việt Hưng thì mình sẽ tạo một cái folder mới là giá thành. Enter 2 lần. Ở đây ví dụ như đây là tháng 1 thì mình thích là tháng 1. Mình sẽ nhấn save. Tương tự tháng 2 thì các bạn sẽ nhấn vào chọn tham số và chọn kỳ tính giá thành của tháng 2. Mình cũng chọn tất cả các mã thành phẩm, nhấn đồng ý. Sau đó nhấn in, chọn A4 ngang, nhấn đồng ý. Nếu in thì chúng ta nhấn vào chữ in, còn nếu như xuất khẩu lại nhấn vào xuất khẩu Excel. Ở đây mình sẽ lưu là tháng 2. Tương tự tháng 3 chúng ta cũng làm tương tự. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách giấy tờ của một năm sau khi đã hoàn thiện lên báo cáo tài chính. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của Kế Toán Việt Hưng. Chúc các bạn thành công.